bác sĩ có thể cho Kim Dung và quý vị khán giả được biết là nhiễm toan-xê-tôn là gì ạ? Nhiễm toan-xê-tôn nó là một biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường. Hôn mê nhiễm toan-xê-tôn là biến chứng cấp tính của bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là đái đường type 1. Những triệu chứng của nhiễm toan-xê-tôn của bệnh nhân đái tháo đường thì bao gồm những gì? Đầu tiên là bệnh nhân sẽ có triệu chứng của việc tăng đường máu thì là gì? Bệnh nhân mệt, bệnh nhân cảm giác ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, khát nước nhiều. Nhiễm toan-xê-tôn này có thể xảy ra ở những bệnh nhân có yếu tố thuận lợi là gì? Các bệnh nhân stress, nhiều stress tâm lý. Rồi là một cái cũng thường hay gặp bây giờ là một số bệnh nhân có tình trạng sử dụng đồ cồn, bia rượu. Bây giờ không biết là Kiến Anh ở nhà là bố hay là mẹ nghiêm khắc với con hơn? Dạ là mẹ. Mẹ nghiêm khắc hơn. Nhưng mà bố với mẹ ai là người hay chơi đùa với con nhiều hơn? Dạ là bố. Là bố nhiều hơn. Nếu được nuôi một con thú cưng, con sẽ chọn con vật nào? Ta 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 ta. 2, 1. Vô bảng. Vô bảng nè. Chuột hamster. Hamster. Đúng rồi. Bé mong muốn ở lớp học sẽ có món đồ gì giống như ở nhà? Điện thoại. Dạ, sai rồi. Cái gì? Anh gì lấy gì? Trái bóng. Trái bóng. Trái bóng để chuồng làm chi mà. Thế gia đình sẽ bắt đầu xào xáo rồi. Đúng rồi. Hồi xưa là không phải như bây giờ, hồi xưa là có bầu tới khi ngày đẻ thôi. Là không có biết con trai con gái luôn. Biết chờ đó, chờ khi kéo. Ra thì mới biết. Chờ kéo ra, kéo ra, kéo ra. Ra rồi mới biết, nhìn thấy rồi, đó mới biết đó là con trai con gái luôn. Là lúc đó vỡ òa luôn hả cô? Mua một chiếc xe là bắt đầu nó quậy hay là nó nổi loạn từ trong bản chất? Giờ cũng nổi loạn từ lúc đi học. Thực ra hồi xưa em thiếu tình thương của gia đình nhiều. Thứ nhất là bố mẹ ly dị. Là năm anh bao nhiêu tuổi là ba mẹ anh ly dị? Có ly dị cũng từ hồi nhỏ. Suốt ngày rồi mẹ cũng một mình mẹ cứ lo cho 6-7 người con là nuôi con lo đi làm không à. Không xài. Suốt ngày cứ lôi cái chuyện buồn á trong người hoài à. Lúc nào anh cũng kêu mẹ chứ kêu thôi bây giờ mẹ cũng lớn rồi, bây giờ mình cứ lo sức khỏe của mình rồi bắt đầu mình thư giãn đi. Hiếu mong muốn là mẹ hãy xài tiền của con nhiều hơn. Cũng như đặt mình trong các mối quan hệ tình cảm, ai rồi cũng sẽ có những lúc rơi vào trạng thái và cảm xúc gọi là ghen. Sự ghen tuông thể hiện rõ nhất trong các mối quan hệ yêu đương, khi một trong hai người cảm thấy tình cảm của mình đang bị đe dọa bởi một người thứ ba. Tình huống nào cụ thể mà ấy là thời gian thật sự chưa hay là chỉ mới trong cái sự đa nghi của chị thôi? Dạ lúc đó là hai đứa trước khi cưới thì em có ghen một trận cũng lớn. Em bắt được là chị của người yêu cũ nhắn tin cho ảnh. Chị hỏi là phải em còn đến thăm bé đó không gì này kia. Vợ làm công việc ngân hàng thì có tiếp xúc nhiều khách hàng. Nói chung là tin nhắn rồi này kia. Nhiều khi cũng sợ là xa ngã. Tại vì vợ tiếp xúc những cái khách hàng mà chẳng hạn như là làm giám đốc hay này kia. Cho nên ghen cách nào tùy các bạn. Nhưng các bạn đừng bao giờ làm xấu cái nhân cách của mình. Và cũng đừng làm tổn hại cái người bạn đời.